Chào các bạn, chào bạn Đức nhé. Video này mình gửi bạn Đức ở Tây Ninh. Bạn Đức có đặt bên mình một combo 3 sản phẩm gồm một dây, một mặt và một nhẫn. Hôm nay bên mình đã làm xong. Bạn Đức có cho biết là bạn Đức theo dõi nhiều kênh rồi, nhưng mà bạn quyết định chọn bên mình để đặt 3 sản phẩm này. Và để đáp lại sự tin tưởng và tình cảm bạn Đức dành cho bên mình, thì bên mình sẽ giảm 100.000 cho bộ 3 sản phẩm của bạn. Và kèm theo đó thì bên mình có gửi tặng bạn một lọ nước rửa. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết từng sản phẩm của bạn. Vâng, bạn Đức ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bạn có đặt bên mình một dây đúc đầu rồng trọng lượng 3 cây, chiều dài 50. Đây ạ. Và tiếp theo là một mặt rồng chạm thúc thủ công hoàn toàn bằng tay. Bạn Đức yêu thích sản phẩm thủ công mỹ nghệ nên là bạn có yêu cầu bên mình làm cho bạn một cái mặt chạm thúc thủ công hoàn toàn. Và đây là cái mặt mà bên mình đã làm cho bạn đây. Hình một con rồng đang bay. Đây là mặt sau. Đấy, thúc lổi hình con rồng lên bạn nhé. Hoàn toàn thủ công bằng tay hết. Đây là mặt sau này. Còn mặt trước thì sẽ thúc nổi hình con rồng đây. Đấy bạn, bạn nhìn rõ không? Đấy, hình con rồng rất là đẹp. Hoàn toàn chạm bằng tay luôn. Và cuối cùng là một chiếc nhẫn đầu rồng. Đây là một chiếc nhẫn đúc hình đầu con rồng. Hai mắt gắn đá sapphire đỏ. Rất là đẹp. Chiều nay mình sẽ gửi hàng. Thì khoảng 3-4 ngày sẽ tới Tây Ninh. Bạn Đức để ý điện thoại nhận hàng giúp mình nhé. Và một lần nữa cảm ơn bạn Đức đã tin tưởng và đặt hàng bên mình. Hy vọng là bạn Đức sẽ hài lòng với cái bộ 3 sản phẩm này. Và cuối cùng sẽ là một lọ nước rửa bên mình gửi tặng bạn. Trong quá trình bạn đeo lâu ngày, sản phẩm nó sẽ bị bẩn, không còn độ sáng bóng như lúc đầu nữa. Bạn hãy đổ cái lọ nước này ra để rửa này. Và bạn sẽ thấy là cái sản phẩm bạc tai bên mình nó chất lượng như thế nào nhé. Và một lần nữa cảm ơn bạn Đức. Các bạn trên mọi miền tổ quốc, ai yêu thích mẫu nhẫn đầu rồng hay dây và mặt rồng thì liên hệ với mình số điện thoại 079 609 6717 nhé. Video này mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.